Ok. Câu số 7, số 8 ạ. Và bạn Sơn ạ, Nguyễn Đình Thái Sơn, bạn Sơn đây ạ. Có. Để đọc cái câu nhé. Câu 7, câu 8. We back to home late and went straight to bed. Cô nghe em nói không? Okay, I can hear you all right. If you remember it. Có một số cụm từ ở đây chúng ta đã học ở đầu bài 3 rồi. Thế nếu mà các bạn còn nhớ, nếu không thì tôi nghĩ là cũng có thể đoán được. Đáng tiếc là đây không phải đáp án đúng. We arrive. Cái từ nào, cái cụm từ nào mà nghĩa là trở lại? Trở lại. Got back. Ok, mạnh dạn lên đây, không chọn đáp án nào. Trở lại thì là C, got back. Rồi, got back home late, đúng không? I went straight to bed. Chúng tôi quay trở về nhà muộn, đúng không? Chúng tôi đi về nhà muộn. Và lên giường đi ngủ luôn, đúng không? Went straight to bed. Câu số 8 nè. Don't forget to... Đừng quên mang về mấy chai rượu vang. Don't forget to bring back some wine when you go to France. Rồi, sao các bạn lại thế nhỉ? Bình thường không làm được, cái mà dịch ra cái là được luôn. Đa phần mà các cụm từ đây chúng ta dùng nghĩa đen thôi. Các bạn đang đúng là bring back. Ok, thank you very much. What are question 9 and 10? Question 9 and 10. Vậy thì bạn Hưng ạ, Vũ Hoàng Hưng ạ. Bạn Hưng có đây không em? Vũ Hoàng Hưng ạ. Đây là AFK rồi. Nhưng mà bạn Hưng kia ạ. Bạn Hưng có đây không nhỉ? Okay, he doesn't have any microphone. Mình lại không có mic. Không mua tai, mua cái tai nghe mà không mua cái mic luôn. Ok, đáp án câu 9 câu 10 của em là gì? Câu 9 câu 10 không may lại hơi khó hơn một tí. Câu 9 hơi khó một chút. 9D, 10. Question 9, D, question 10. Đấy, rồi, rất nhớ bài cũ. What is the best way of getting around in Vietnam? Câu này hơi khó một chút, mà cái từ này mới. Chúng ta có get around, tức là đi lại. Đi lại nói chung. Đúng không? Và cái câu 9 này, người ta đang hỏi cái gì? Tức là cái cách thức đi lại, đúng không? Hay là cái phương tiện đi lại tốt nhất, thuận tiện nhất ở Việt Nam là gì? Cái phương tiện đi lại tốt nhất, đúng không? Hay là thuận tiện nhất ở Việt Nam là gì? Get around là đi lại nói chung. Đi lại, travel nói chung. Number 10, bạn ấy chọn là van out cũng đúng rồi. Luckily, không may là chúng tôi đã hết xăng, đúng không? Hôm nay trên đường đi tới ngọn núi của chúng tôi đã bị hết xăng, ran out of petrol. Và thêm một chút này, đây là đáp án nhé. Thế còn
những cái nghĩa còn lại của cụm từ này thì các bạn có thể tự tra tìm. Chứ cũng rất khó mà để chúng ta học thuộc hết tất cả nghĩa của tất cả những cái từ này. Có những cái cụm động từ, những cái phrasal nó rất là nhiều nghĩa. Mà ví dụ như cái từ set off, nếu như bạn nào còn nhớ cái buổi trước tôi làm ví dụ ở cuối giờ, set off chúng ta thấy là nó khoảng 4 nghĩa, đúng không? Tùy văn cảnh nhá. Nhưng mà cái nghĩa thông dụng nhất của nó là set off và khởi hành. Nếu các bạn thấy set off đi liền với nhau mà không có danh từ, không có đại từ nào đi kèm thì nó là khởi hành. Thế còn ví dụ như là set someone off, set something off thì nó lại là nghĩa khác. Cái từ run out này tôi giải thích một chút. Có nhiều nghĩa. Đó có thể nói là run out of something. Ví dụ như run out of water, run out of money, đúng không ạ? Run out of petrol, như là cái câu ở trong cái bài này. Tức là ai đó bị hết cái gì. Đấy là một cách. Cái thứ hai là chúng ta có thể dùng là water. Petrol. Vâng, vâng. Yes. Ran out. Nước đã hết. Hoặc là xăng đã hết, đúng không? Cái cách dùng thứ nhất thì là ai đó bị hết xăng, ai đó bị hết tiền, ai đó bị hết nước, đúng không? Cái cách dùng thứ hai đấy là nước bị hết này, xăng bị hết này, đúng không? Tiền hết. Thì nó có hai cái cách dùng như vậy nhá. Một cái là gì? Run out of, đúng không? Ai bị hết cái gì? Một cái là nước hết này, xăng hết, đúng không? Tức là water, petrol nó làm chủ ngữ. Có hai cách dùng như vậy nhé. Rồi, chúng ta vào phần mới thôi ạ. À, quên mất điểm danh này. Điểm danh nhá. Nguyễn Mạnh Cường ạ. Giờ mới gọi cái tên đầu tiên là AFK này. Nguyễn Mạnh Cường ạ. Chuyên gia away from the keyboard. Ok. Tôi thấy nick của bạn ấy đây mà không thấy người đây được. Rồi. Người thứ hai nhá. Vũ Quang Duy. Vũ Quang Duy ạ. Ai không biết qua mic được thì điểm danh qua chat nhá. Thấy đâu. À, Nguyễn Quang Dự ạ. Có ạ. Để Lùng Tuấn Đạt ạ. Lùng Tuấn Đạt. Sẽ chuyển lớp rồi. Rồi, anh Duy đây rồi. Nguyễn Duy Đức ạ. Có. Vũ Việt Hoàng ạ. Vũ Việt Hoàng. Phương Việt Hoàng ạ. Rồi, Đỗ Mạnh Cường đã có mặt. À, Nguyễn Mạnh Cường đã có mặt. Phương Việt Hoàng có đây không em? Thân Hải Hùng ạ. Thân Hải Hùng ạ. Này thì chắc là bằng chương trình. Nguyễn Bách Hưng ạ. Nguyễn Bách Hưng, ok. Vũ Ngọc Hưng. Vũ Ngọc Hưng ạ. Vũ Ngọc Hưng nhỉ. Nguyễn Công Hữu ạ. Nguyễn Công Hữu ạ.
Nguyễn Đình Khải ạ. Có ạ. Nguyễn Văn Khang ạ. Có ạ. Đỗ Trung Kiên. Đây rồi. Lê Đình Kiên ạ. Em có ạ. Ngô Ngọc Trung Kiên. Ngô Ngọc Trung Kiên ạ. À, chủ lớp. Trần Trung Kiên. Có ạ. Nguyễn Phúc Lộc. Đây rồi. Đặng Trần Ngọc Minh. Đặng Trần Ngọc Minh ạ. Này, nay sợ vắng ạ. À, La Văn Nguyên. Đây rồi. Nguyễn Văn Phòng ạ. Nguyễn Anh Quỳnh. Rồi. Đặng Văn Sơn. Có. Đặng Văn Sơn. Rồi. Nguyễn Đình Thái Sơn. Có. Lê Trương Tài. Có ạ. Phạm Hồng Thái. Có em ạ. Đấy, rất to rõ ràng. Phạm Quang Thiện. Dạ có em ạ. Nguyễn Văn Thuận. Đây rồi. Đậu Thị Hương Thùy. Lúc nào có mặt. Bùi Duy Thức. Dạ có. Phùng Tất Toàn. Có. Cứ tưởng bị lắc gì. Nguyễn Văn Tôn. Có. Bùi Tiến Trung. Bùi Tiến Trung đó ạ. Có. Hai bạn em cùng phòng cô ơi. Mà em nát không vào được nên dùng chung với em. Ok. Đỗ Mạnh Tuấn. Có em ạ. Đoàn Mạnh Tùng. Có ạ. Nguyễn Văn Tùng. Đây rồi. Phạm Quang Tùng. Có ạ. Đinh Tuấn Hùng ạ. Em có ạ. Phạm Đức Chiến. Có ạ. Nguyễn Khánh Thiện. Có em ạ. Đỗ Thị Hương Gia. Có ạ. Đoàn Đức Anh. Đoàn Đức Anh ạ. Bạn Đức Anh có đây không em? Em có rồi, tôi cũng nghe thấy đấy. Rồi, hơi nhỏ, nhưng mà tôi nghe được bạn đấy. À, Đinh Văn Tuyên. Đinh Văn Tuyên ạ. Bạn Tuyên có đây không ạ? Không. Có người chưa đi học đầy đủ hôm nay tự nhiên vào để xem. Tôi hy vọng là không ai nhiễm Covid. Để tăng trưởng 5K các bạn. Ok. Nếu có những bạn nào vắng hôm nay tôi đọc lại nhé. Phòng có vấn đề về kỹ thuật. Bạn Tuyên vắng này. Đặng Trần Ngọc Minh vắng này. Nguyễn Công Hữu vắng này. Thân Hải Hùng vắng. Vương Việt Hoàng vắng. Vũ Việt Hoàng. Rồi bây giờ có mặt đây. Việt Hoàng có rồi. Lùng Tuấn Đạt vắng này. Ok, đến những bạn vắng này. Rồi chúng ta tiếp tục. Today's lesson, Unit 4, Visions. Unit 4, Visions. Cái tiêu đề của cái bài số 4 nhé, Visions.
nó cũng có hai nghĩa, nó cũng giống như là cái tiêu đề của bà horizon, nghĩa là chân trời. Cái từ chân trời đó cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, horizon hay là chân trời, thì nó cũng có hai nghĩa, một nghĩa đen, một nghĩa bóng. Cái từ visions hôm nay tiêu đề của bài 4 thì nó cũng như vậy. Vision có nghĩa là, bạn nào biết vision nghĩa là gì không ạ? Vision này là tầm nhìn à? Đúng rồi, nó là tầm nhìn, đúng không ạ? Và cái từ này thì tiếng Anh và tiếng Việt thì nó cũng đều có nghĩa đen nghĩa bóng luôn. Vision tầm nhìn tức là gì? How far your eyes can see, đúng không? Đấy là literal meaning là cái đen. Thế còn tiếng nghĩa bóng nữa là gì? How well you can see the future, or how well you can predict the future. Bạn có thể nhìn xa, tầm nhìn xa về tương lai của bạn, đúng không ạ? Nó như thế nào? Vision tầm nhìn. Cái đen và cái bóng. Ok, so as usual, we'll start with the reading passage. Before you read the passage, with the questions on the screen. Before you read the passage, with the question on the screen. And I strongly advise you to take a photo of the question. Các bạn là nên chụp ảnh cái câu hỏi trên màn hình. Lát nữa là tôi show cái bài đọc lên thì chúng ta vừa nhìn bài đọc vừa nhìn câu hỏi. Đọc câu hỏi trên màn hình trước ạ. Bài này thì hơi nhiều từ mới đấy, nó nói về space travel, du hành vũ trụ hay là du lịch vũ trụ. Và như mọi khi các bạn có thể tra từ mới nhé. Nếu mà tra xong vẫn không hiểu câu hỏi nữa thì hỏi tôi.
Do you need me to explain these questions in Vietnamese? Do you need me to explain the questions in Vietnamese? Or just some phrases or some new words or some sentences? You can type the words or the questions that you need me to explain, or the question that you need me to explain in the chat box. Or you can just raise your hand, or you can just speak to me and to everyone using your microphone. If you need me to explain the questions in Vietnamese, you can tell me. Tôi cần phải giải thích câu hỏi này bằng tiếng Việt không ạ? Được không? Very good. Okay, in that case, take a photo of the questions. And I'll show the reading text. Một là các bạn cái sách Students Group thì chúng ta cũng đã tải về rồi. À, các bạn có thể mở lên, các bạn nhìn một câu hỏi cũng được. Và không thì các bạn có thể take photos of the question. Và tôi sẽ chiếu cái bài đọc lên màn hình. Ok, thế thì tôi nghĩ thế này đi, tôi sẽ để câu hỏi ở đây nhé. Thế còn các bạn có thể dùng điện thoại, đúng không? Chúng ta mở cái cuốn Students Book ra ở trang số 30, page 30. Sẽ có cái reading passage. Các bạn vừa nhìn vào cái bài đọc, vừa nhìn vào câu hỏi trên màn hình để tôi trả lời. Okay. Page 30, Student's Book, Unit 4. The reading passage. Tôi để câu hỏi đi nhé. Bảy câu thì tôi nghĩ các bạn cũng chỉ cần khoảng 10 phút thôi, 10 đến 12 phút. Bài này có hơi nhiều buổi tối. Cô mở bài đọc rồi, còn câu hỏi em vừa chụp rồi. Ok. Rồi, tôi rất thích các bạn có ý kiến. Ok, để tôi sẽ mở bài đọc đi. Và chúng ta nhìn vào câu hỏi trong điện thoại. Chủ tiện, và như này có điều kiện hơn.
Right. First person who posts his answer. Chat box. Okay, let's check answers. I will highlight the parts of the passage where you can find the answers to this question. Xin lỗi các bạn, vẫn có khách mời.
đầu tiên này. What is the best title for the article? Cái tiêu đề phù hợp nhất cho cái bài đọc này là gì? Đây này, British entrepreneur. Entrepreneur ở đây thì bằng với businessman, tức là doanh nhân ạ. Business person, doanh nhân. Và doanh nhân người Anh lại thất bại một lần nữa. B, the flight of the VSS Enterprise. Chuyến bay của con tàu VSS Enterprise. C, Branson reaches for Mars. Branson vươn tới sao Hỏa. Branson là tên của cái ông doanh nhân người Anh này. Và D, Virgin, a rising space company. Virgin, một công ty du hành vũ trụ mới nổi. Ok, như thường lệ, cái câu này chúng ta có hai cách. Một là chúng ta đọc đoạn đầu, đoạn cuối, câu đầu mỗi đoạn để tóm được là cái ý chính của văn bản. Hai là các bạn thì để cái câu về ý chính của best title này. Hay là what is the passage about, đúng không ạ? Hay là what is the writer's purpose, đúng không? Đến cuối cùng, sau khi các bạn làm xong hết câu khác rồi, đúng không? Thì đồng nghĩa việc là chúng ta đã đọc từ đầu đến cuối, chúng ta quay lại là câu phía sau nhá. Vậy cái này thì ok, tôi sẽ để cuối cùng vậy, đỡ phải giải thích nhiều. Question 2, how much will it cost to fly on the VSS Enterprise? Sẽ mất bao nhiêu tiền để được bay trên cái con tàu tên là VSS Enterprise này? Chúng ta thấy là ở đây người ta viết hoa, người ta hiểu đây là tên riêng. Mà đã là tên riêng thì nhiều khi mình không cần quan tâm nghĩa là gì, đúng không ạ? Ok, less than 1 minute. Chỉ có 1 phút nữa. Rồi, có nghĩa là chúng ta cũng cứ nghỉ giải 5 phút đi, đúng không ạ? Sau đấy chúng ta quay lại, tôi sẽ giải thích. Tôi sẽ chữa cái này nhé. Đây, tôi đã highlight những cái chỗ các bạn cần phải đọc tiếng các bạn. Ừ.